thành liêu chim bị sình lông chơi hay rỉa với lại móc bô nuôi kỹ lại mùa lông với ổn không đập. Dạ những con chim mà thế này bác này, con chim mà nó sình lông rồi rỉa với móc bô ấy thì nó cũng có rất nhiều cái nguyên nhân. Nó thứ nhất là về cái cơ địa, thứ hai là về bộ lông và thứ ba là về tố chất. Thì nó ba yếu tố đó nó kết hợp lại. Chứ còn để mà nói một mùa lông mà chú chim nó mà chơi hay rỉa với móc bô thì nó cũng có nhiều cái liên quan tới nữa, rồi cũng có thể là bác nuôi con chim nó không đạt lửa. Con chim nó không đạt lửa thì nó không có săn chắc, con chim nó không bon chim lại được thì nó cũng hay rỉa móc bô. Bác thành liêu nhé, cho nên là mình phải biết được con chim của mình nó ở đâu và lỗi như thế nào thì mình mới dễ nuôi, dễ chăm bác ạ. Chân bị một góc có cắt được không? Cũng có người cắt rồi có người không, nhưng mà cái quan trọng là con chim nếu như mà nó nhảy ấy, trong cái chuyện nó nhảy mà nó vướng víu ấy, thì các bác phẫu thuật cho nó thì cũng được, nhưng mà nếu mà nó nhảy không vướng víu thì cũng không nên làm gì. Bác Nguyên Khôi nhé. Nguyễn Sáng, chim em lột bốt quá giờ đứng một chân, em xin cách chữa. Không có gì là khó bác. Bác sang cái lồng cho nó, đừng có nuôi động lực nhá, nuôi động bình thường thế. Sau này bác có dầu ấy, dầu gì cũng được. Nếu mà có dầu miên thì càng tốt, còn không có dầu miên thì bác dùng dầu gió xanh hay dầu vấn đề cũng được. Bác bôi lên cầu cho nó khoảng một tuần là nó hết. Bác Nguyễn Sáng nhá. Có con là chậm vào tầm 10 ngày, tầm đó. Anh Duy, chi bị đốn gió chị sao anh? Cái đốn gió thì anh đã chia sẻ rất là nhiều trong cái live stream trước. Anh Duy chia sẻ rất nhiều rồi. Thứ nhất là lấy đũa để thọc vào cái bàn chân nó nếu như nó bị nặng. Đấy. Sau đó rồi lấy cái viên vitamin B1 và cái xê sủi cho nó uống một ngày, không cho ăn bột, không cho ăn trái cây nhé. Sang ngày hôm sau chim nó khỏe mạnh là cho ăn bột và trái cây sau, nhưng mà với điều kiện là thường xuyên nhỏ dầu miên trong bố. Dầu miên là một cái cách để mà chữa trị con chim nhanh khỏi nhất trong quá trình trúng gió. Duy Thuận cho em hỏi anh, chim bội ngoài rừng ché như máy đưa về nhà hay hôm mà ra chồng máy? Cái đó bình thường mấy chú Thuận ơi, rất là bình thường, không có gì mình phải suy nghĩ cả. Thứ nhất là chim nó phải tụt lửa, nó quy quy nó chuyện bình thường nhá, không có gì mà suy nghĩ cả. Chim em nuôi hoài mà không lên lửa là sao anh Hè Tuấn Việt? Nói chung là ở cái mùa này thì để mà nó lửa con chim thì nó rất là khó anh Tuấn Việt ơi. Mùa này nuôi nó để nó lửa con chim rất là khó. Thứ nhất là về cuối năm nó đang ở giao mùa, thứ nhất là về giao mùa, cái thứ hai là về cuối năm thời tiết se lạnh, đặc biệt là những chú chim mà mới xong lông. Ở mùa này thì con chim nó cần phải cái độ ổn định cao thì nó mới có thể là chơi dài, nó chơi được. Còn chú chim mà nó cũng là chú chim hay nhưng mà nó không có độ ổn định cao thì nó rất là khó. Đấy, cho nên là mình phải chờ nó qua Tết. Em mới chơi không rành, chim sổ bọng là sao anh? Chim sổ bọng là sổ bắt đầu từ ba âm đổ lên, bác Phúc thực hiện nhé. Còn dưới ba âm gọi là kêu, đúng không? Dưới ba âm thì gọi là kêu. Đấy, kêu giọng bay, giọng đơn. Còn trên ba âm là gọi là giọng sổ. Đấy, sổ tức là nó ra một hơi như vậy. Nó từ ba âm đổ lên, một hơi sổ ra, nó từ ba âm đổ lên, tức là liên tiếp ra như vậy. Bác Phúc từ thiện nhé. Chim chơi chụp nan có cách nào không anh? Cái này bạn phải thay đổi thế cầu và thay đổi lồng cho nó. Bác Nguyễn Tân Chí nhé. Chứ còn nếu mà mua chụp nan thì đôi khi mình cũng thất thế nó nhiều. Anh Trinh, chim giờ mới thay lông làm sao thấy lông tốt? Cứ nuôi chế độ lông cho nó, cho ăn đồ mát, cam, đu đủ, rồi thanh long, đấy, rồi cả cà chua và trùm lồng lại 3 ngày tắm một lần. Và khi chưa đủ mạnh thì nên cho ăn thêm cầu cào, bác nhé. 3 ngày tắm một lần, không nên pha tắm, không nên phơi nắng. Vũ Dừa, chim em vừa mới thay lông xong, giờ mang đi dàn chơi, giờ rụng hết lông, giờ chăm như thế nào? Bác cứ chăm chế độ lông lại, bác Vũ Dừa nhé. Nhưng còn đó mà nó mới xong lông mà bác chơi sớm quá, nó bị bể lông, nó rụng lại đấy bác. Bác chăm lại cho nó ổn định lại nhé. Nhưng mà thông thường những con chim như vậy là bác chơi mình là hơi sớm, không nên bác ạ. Có nghệ nhân khuyên là không phải tắm nắng sáng và chiều, cứ phơi trưa 30 phút tới 1 giờ. Anh nghĩ sao về việc này? Dạ vâng, ok bác Anh Phi, chính xác. Nuôi chim còn phải nuôi vợ, nuôi con chứ. Các bác nuôi chim mà cứ sáng vác ra phơi, thì chiều vác ra phơi, thời gian đâu đi làm để còn kiếm tiền để mua cầu cào cho chim với nuôi vợ nuôi con nữa, đúng không? Chỉ có tắm chim trong phơi là ok nhất nhá. Có thực mới được đạo chứ. Bây giờ chăm chim mà nuôi chim mà chăm chim một không thời gian để chăm sóc gia đình nữa thôi chứ nuôi chim làm gì, đúng không? Anh ơi, nuôi bội bao lâu thì nó mới đổ lông rừng? Không, cái này đâu có thời gian nào cố định đâu bác. Cứ tới mùa thời luôn là nó đổ lông. Ví dụ như bác mua con chim thời buổi giờ này, ví dụ người ta đánh từ điểm giờ cho tới ra Tết, tức là mùa lông là mùa lửa. Ngoài rừng bắt đầu chim bắt đầu nó có lửa đấy, là chim rất là dễ đánh. Đấy thì bác nuôi tới tháng 7, tháng 8 cho năm là nó thay lông rừng.
đấy. Rồi cũng có thời điểm ở chỗ Bắc Nung Bắc mua con chim mà nó trúng vào cái mùa thay lông mà nó chưa thay lông ở rừng thì vào lồng nó thay, nó là chuyện bình thường đấy. Thế nhưng mà nếu những chú chim á mà các bác mua thời điểm bây giờ của bác Thuần ấy thì thay lông xong nó nhanh chơi hơn so với những chú chim mà các bác mua vào cái mùa thay lông đấy. Các bác đưa về thì nó mới đưa về, nó chưa có thời gian thuần nó đổ lông ngay, thì các bác nuôi lông xong các bác phải cũng phải thuần nó thì nó lại chậm hơn, các bác là nó mất một năm các bác nhé. Nó tùy thời điểm các bác gọt bổi chứ không phải là con bổi tháng nào như tháng nào đâu. Nguyễn Thế Hào: chim mới xong lông chưa có lửa nên ăn cám gì cho có lửa được? Cám nào cũng được bác Nguyễn Thế Hào ơi, cám nào cũng được. Cái quan trọng nhất là con chim bác muốn có lửa hay nó muốn chơi ấy. Cái chuyện lửa và chuyện chơi thì nó là một vấn đề khác, chứ còn cái vấn đề mà cám bã thì nó là đi vấn đề khác bác nhé. Cái cám nó không có liên quan tới độ lửa và nó cũng không liên quan tới cái độ hay của con chim, mà nó cũng không làm cho con chim dở mà thành con chim hay được bác ạ. Đấy, cái quan trọng là cái chế độ bác chăm. Thứ hai là bác phải tìm được những chú chim nó tố chất thực sự. Đấy, chứ còn cái cám bã này nó không làm cho chú chim dở mà thành chú chim hay được bác nhé. Còn cái độ lửa thì bác phải chăm sóc cho nó đều tay, tăm tắp hàng ngày, cho nó ổn định thì chú chim vẫn tức khắc lên lửa bác nhé. Có nhiều người ta nuôi chim mà anh em không định được thế nào gọi là cái lửa. Đấy, nó rất là khó và nó mù mờ. Lửa tức là cái năng lượng của chú chim ăn uống xong rồi tích tụ lại trong thời gian, theo thời gian thì nó gọi là lửa. Đấy, tức là cái lực á, đó là cái bản chất của một con chim. Đấy, chứ còn các bác thì con chim mà cơ địa nó không có lực, không hình không tốt thì các bác có tập lực buôn đời nó chỉ thế thôi, nó không bao giờ nó lên được. Còn rồi cũng có rất nhiều bác là chim mua về bắt đầu là đổi cám, mà trộn từ cám này và cám kia, là vừa trộn cám dưỡng với vừa cám đấu, nó rất là bất hợp lý. Muốn con lửa cho ăn mồi gì shop? Dạ, muốn con lửa thì các bác cứ phải chăm đều tay, thay trái cây hàng ngày, tăm tắp hàng ngày và có mùi tươi nữa bác Quang Hà nhá, cộng với tắm phơi nắng và tắm nước cho nó ok nữa. Khoảng cách cầu lồng lực, cái khoảng cách thì nó không quan trọng lắm bác Long Hải ơi, nó không quan trọng gì cả. Bác để gần cũng được mà để xa cũng được. Thứ nhất, thứ hai là tùy nết của mỗi con chim. Nếu mà con chim mà nó siêng cầu ấy, nó siêng cầu thì bác để xa cũng được, không vấn đề gì cả. Thế nhưng mà những con chim mà nó nhát nhảy lực hoặc là nó chậm cầu thì bác để gần cầu lại nhé. Chim bị vảy mặt là bị sao anh? Con chim nó bị vảy mặt, vảy đầu nó có nhiều cái nguyên nhân bác ạ. Thứ nhất là cũng có thể mà con chim nó bị đờm. Đấy, bị đờm mà nó rải mỏ. Thứ hai là cũng có thể chú chim bác đó bác tắm táp, bác phơi nắng những nơi nó có gió nhiều, nó cũng hay rải mỏ bác nhé. Chim nuốt trên thùn có sao không bác? Tí BT. Cái này nó cũng chẳng sao cả bác ạ. Có cái là con chim nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, đặc biệt là hệ tiêu hóa của nó. Với lại cái cơ địa của con chim á, cái hệ tiêu hóa của nó rất là nhỏ. Nó không như những con gà hay là những cái con gia cầm cỡ lớn. Với nhiều con gà, con nga, con vịt ấy, nó nuốt một cái thùng nó chuyện bình thường. Tại vì cái cơ địa nó lớn, cái hệ tiêu hóa đường ruột nó rất là lớn. Con chim nó rất là nhỏ cho nên nó rất là nguy hiểm bác nhá. Nó rất là nguy hiểm bác ạ. Việt Trần Quốc: chim đâu hay dụ mình, có cách hạn chế không anh? Cái dụ mình này nó có nhiều cái nguyên nhân mà cũng không phải là lỗi bác Việt Trần Quốc nhé. Con chim thông thường khi mà dụ mình ấy, thông thường là nó đã bắt đầu nó xuống lực. Đấy, bắt đầu nó có biểu hiện xuống lực. Thứ hai nữa, còn nếu như không phải xuống lực thì chú chim nó đấu quá nhiệt, nó cũng hay dụ mình. Cho nên cái này nó không phải là một cái lỗi gì cả. Cho nên là nếu chú chim nó mà nó đấu tốt mà nó dụ mình thì chẳng ai bắt, mà đây nó việc rất là bình thường. Còn những chú chim mà nó dụ mình, tức là nó biểu hiện xuống lực ấy, thì bác phải chăm tốt bác nhé. Thứ hai là về cơ địa, cái này nó còn phụ thuộc vào cơ địa của con chim nữa.